Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4shop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một cái adjustment layer rất là hữu ích, đó là gradient map, và mình sẽ sử dụng cái công cụ này để blend màu cực kỳ nhanh. Ok, với cái adjustment layer đây thì nó nằm ở đây ha. Adjustment layer đây. Hoặc các bạn có thể vào layer nè và chọn New Adjustment Layer, và cái công cụ chúng ta sử dụng ngày hôm nay là Gradient Map. Ok, Gradient Map là chúng ta đặt tên, ví dụ như là mình để mặc định luôn. Rồi, đầu tiên các bạn có thể thấy ở đây nó bật lên cho chúng ta cái Gradient Map mặc định. Tùy các bạn mặc định nó là như thế nào ha, đa phần nó là trắng đen. Thì đây cái khi mà mình chọn đại một cái màu nào đấy, các bạn có thể thấy cái sự ảnh hưởng của gradient map là như sau. Đầu tiên ha, đó là cái phần phía dưới này mình cần chú ý nhiều nhất, đó là cái thanh màu này. Thanh màu này thì nó có hai phần. Một, cái phần ở dưới á là cái phần để chúng ta chọn màu, và cái phần ở trên á là cái phần opacity, tức là cái độ độ phủ đó, độ trong, độ mờ đó. Nghĩa là càng giảm đi thì nó càng đục thôi, thế thôi. Cho nên cái việc mà chúng ta cần quan tâm nhất đó là cái màu. Ở đây cái màu thì nó có hai, cụ thể ở đây cơ bản nó có hai cái vùng. Đầu tiên là vùng phía bên tay trái các bạn là vùng shadow, tức là vùng ám màu và vùng tối. Vùng phía bên tay phải là vào vùng highlight, tức là vùng sáng. Tương tự vậy, chia thành nhiều vùng khác nhau. Ở những cái đi, một số cái tút trước thì mình có hướng dẫn các bạn cách sử dụng blend màu bằng hai cái layer, xong cái thiết lập là multiply với lại screen á, chắc các bạn còn nhớ. Thì với cái cách làm đó thì nó có một cái nhược điểm là chúng ta chỉ có tác dụng vào hai phần, đó là highlight và shadow thôi. Còn ở cái gradient này á thì chúng ta có thể tạo thêm rất là nhiều những kênh màu khác, ví dụ như là vào shadow để hơi hơi tối tí xíu, ở mid tone cũng có thể có thêm một màu khác chẳng hạn vậy. Thì nghĩa là nó có rất là nhiều màu, chúng ta có thể thêm vào nhiều cái kênh màu cho nhiều cái vùng, cho nhiều vùng ảnh hưởng khác nhau, chứ không có bị giới hạn bởi hai vùng ảnh hưởng như là hai cái layer trước đây. Cũng có một cái lợi ích khác, đó là nó chỉ có một layer duy nhất và chúng ta có thể chỉnh lại sau, nó khá là nhanh ha. Thì đây mình chỉ sử dụng đơn giản là hai thôi, các bạn có thể tăng lên tùy ý. Đầu tiên chúng ta có thể chọn màu cho một cái vùng vùng shadow. Đầu tiên ha, bên tay trái cái mình đang là để vùng shadow. Đây các bạn sẽ chọn một cái màu rồi đấy, các bạn thích đa phần. Mình sẽ sử dụng đại một cái thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dễ hơn. Ở đây mình sẽ sử dụng một màu lạnh và một màu nóng. Đa phần thì lúc nào mình cũng chọn như vậy ha. Rồi ok, đây. Tạm thời để như này, các bạn có thể thấy là đây nó có hai cái vùng khá là riêng biệt. Ở đây thì nó có những cái blending mode, chúng ta có thể sử dụng blending mode như sau ha. Có ba cái blending mode mà mình có thể sử dụng. Đầu tiên là screen. Thì ở cái screen này các bạn có thể thấy là nó đẩy sáng lên, tức là nó sẽ có cái hiệu ứng fade, tức là ở những cái vùng tối đó, thì nó hơi đẩy đẩy sáng lên, nó không có tối hẳn, và làm cho cái contrast của cái hình của chúng ta nó thấp và nhìn hình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như các bạn thích cái contrast cao, tùy người mà, có người thích contrast cao thì các bạn có thể sử dụng một trong hai cái, đó là overlay hoặc là soft light. Soft light thì cái contrast nó nhẹ hơn một chút so với lại overlay, cho nên là đa phần mình thường sử dụng nhất là soft light hoặc là screen. Và đối với mình thì mình sử dụng ít cái contrast, cho nên là đa phần mình sử dụng screen. Các bạn có thể sử dụng soft light cũng được, tùy ha. Thì các bạn có thể thấy ở đây là mình đã blend cái màu đó. Đây mình có thể bật tắt này. Các bạn có thể thấy là chúng ta blend màu một cách rất là nhẹ nhàng. Và đối với mình thì cái việc blend màu thì chúng ta càng kiềm chế bản thân chúng ta càng nhiều thì hình chúng ta càng đẹp. Đừng có để nó bị giống như kiểu ảnh hưởng quá. Ok, đây còn một cái mẹo khác, đó là cái màu chúng ta chọn nó cũng bị thay đổi dựa vào cái tọa độ chúng ta click. Đó là khi mà các bạn click vào phía bên phải, các bạn thấy bên này là màu nó đậm hơn, thì màu bên này nó sẽ ám cái màu nặng hơn. Và nếu các bạn đưa thiên về hướng xám thì cái mức độ màu nó sẽ nhẹ hơn. Ok ha. Và nếu như các bạn chọn ở vùng phía trên này á thì ảnh nó sẽ sáng hơn, và nếu ở phía dưới này thì ảnh nó sẽ tối hơn. Thì đó là cái tùy chỉnh để chúng ta có thể linh hoạt, chúng ta lựa chọn sao cho nó hợp lý. Ok, ví dụ như là đây là mình muốn cho cái vùng tối này nó sáng lên một chút xíu, cho nên là mình chọn cái vùng ở trên nó hơi sáng sáng chút xíu. Và vùng phía bên này có thể là mình sẽ đưa nó hơi qua màu đỏ. Vùng highlight nó hơi đỏ đỏ chút xíu, ở đây nó hơi cam cam. Ok, thế cũng được. Các bạn có thể thấy là đây là chúng ta đã play màu xong khá là nhanh. Và ở cái gradient này thì đa phần mình sử dụng cho cái mục đích là tạo một cái lớp nền trước khi chúng ta đi vào những cái việc công việc mà chỉnh sửa kỹ hơn. Nhưng mà đa phần đối với nhiều trường hợp ảnh nó đã đẹp sẵn rồi á, ở cái ảnh này cũng tương đối, thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái gradient map này thôi thì có thể là cái ảnh tạo khá là ổn rồi. Ở đây mình sử dụng cái khác là screen chẳng hạn thế.
Ở đây các bạn có thể chọn những cái preset người ta có sẵn, và nó còn tùy với lại với những cái phiên bản Photoshop các bạn đang có. Ví dụ như là Photoshop mình đang sử dụng là CC 2015 thì nó có những cái preset thêm ở phía trong này. Các bạn có thể click vô cái hình bánh răng này ha, và chúng ta sẽ mở ra cái bảng mà preset nó mặc định. Ở đây khi mình muốn ví dụ thêm một cái preset nào đó mặc định thì nó để là symbol. Thì đây các bạn thêm là ví dụ như là mình muốn mở rộng thêm cái Natural Destiny Density này chẳng hạn, thế Density, click vào cái thì ở đây nó sẽ hỏi muốn replay không, thì các bạn bấm lại Append ha để nó mở rộng thêm phía dưới và nó không bị mất những cái này. Và thế thôi, nó tùy thôi. Hoặc là các bạn có thể lên Google các bạn search là Gradient Map Photoshop Download thì nó sẽ có chia sẻ rất là nhiều và đa phần đó là miễn phí. Những cái reset này thì các bạn có thể thấy là nó đã bị đảo màu, cho nên là nếu như chúng ta muốn làm cho nó nhanh ấy, có thể click vào Revert thì đây nó sẽ đảo ngược cái màu lại. Chúng ta có thể thấy nó đã bị đảo ngược lại. Thì ở đây mình sẽ để là screen đúng không, và sau đó giảm opacity đi, nhớ giảm opacity đi thì hình chúng ta nó sẽ ổn hơn. Ở đây mình sẽ cho nó đậm hơn chút xíu, đó, đậm hơn chút xíu, và bên này mình sẽ cho nó hơi hơi vàng vàng, cam cam, đó, đại khái là thế. Thì đây các bạn có thể thấy là ảnh ta nó đã khá là ổn rồi. Ở đây các bạn có thể giảm opacity đi sao cho nó vừa ý. Và nhớ nha, làm với gradient map thì nhớ làm nhẹ thôi, làm opacity nó nhẹ nhẹ thôi. Và các bạn có thể thấy cái màu mình sử dụng nó tương đối nó nhẹ, chứ không có gọi là đặt một cái màu rồi đó, nó bị ảnh hưởng cái màu rồi đó quá nhiều đó. Tương tự như vậy, ở đây các bạn có thể với gradient này có thể thấy là vùng tối này nó đậm hẳn. Các bạn có thể thấy là đây người ta sử dụng rất là nhiều kinh màu. Ở đây mình có thể là mình sẽ chuyển nó sang thành Sublight và tắt cái Revert đi. Thì các bạn có thể thấy là contrast nó lên rất là cao và cái màu nó thay đổi. Rồi, ok, thế đó là cái cách sử dụng cái Gradient Map, khá là đơn giản ha, và nó khá là linh hoạt. Và đây là một cái layer map, cái adjustment layer mà sử dụng để làm cái lớp nền, tức là một cái lớp màu cơ bản để tiếp sau đấy chúng ta có thể nâng nó lên hoặc là biến đổi nó làm sao đó theo cái ý của mình, tăng contrast, tăng sáng, tạo fade rồi tạo hiệu ứng này nọ. Rồi ok, mình hy vọng là cái tool này sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Và hy vọng mình sẽ gặp lại các bạn vào tutorial sau. Đừng quên like, subscribe và comment phía dưới cho mình cảm nhận các bạn. Và các bạn muốn mình làm cái tutorial gì tiếp theo ha. Bye bye.